Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sự tích bánh chưng bánh dày dưới góc nhìn thực dưỡng. Tổ tiên đã răn dạy con cháu rất nhiều điều thông qua ca dao tục ngữ, truyền thuyết, sự tích, sách vở. Sự tích bánh chưng bánh dày từ thời vua Hùng là một trong số đó. Sự tích kể lại rằng vua cha đã đến lúc truyền ngôi lại cho các con và tổ chức thi tài giữa các hoàng tử nhân dịp đầu xuân. Con nào tìm được thức ăn ngon lành và có ý nghĩa nhất để bài cổ thì ta sẽ truyền ngôi vua cho. Lang Liêu, vị hoàng tử thứ 18 của vua Hùng, được chọn truyền ngôi nhờ dân bánh chưng và bánh dày. Hai loại bánh này đều làm từ gạo nếp. Ở thời đó chắc chắn là gạo nếp lứt, nghĩa là còn lớp cám bên ngoài chứ không nhờ nhà máy xay trắng như hiện nay. Điều này chứng tỏ từ thời Hùng Vương đã xem trọng hạt gạo, tại sao người con dân bánh chưng bánh dày được chọn làm vua. Ngày Lang Liêu được chọn làm vua có nghĩa là món bánh chưng bánh dày là thực phẩm thường vị chứ không phải là sơn hào hải vị, nem không chả phụng, găng tê hoặc tay gấu. Thể hiện ngày xưa tổ tiên rất quý trọng hạt gạo, tôn hạt gạo lên hàng thượng phẩm không gì sánh bằng. Sở thích khẳng định to lớn nhất thiên hạ chẳng gì sánh được với trời đất, mà quý báu nhất trên trần gian này chẳng gì bằng gạo cả, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Trong chúng ta hiện nay ai cũng biết hạt gạo là hạt ngọc kia mà. Ngài Lang Liêu được chọn làm vua có nghĩa là ngài có đủ đức đủ tài. Cái gì đã tạo nên cái tài đức vẹn toàn này? Thức ăn tốt sẽ cho cơ thể tốt và sức khỏe tốt. Có sức khỏe tốt sẽ có đầu óc sáng suốt, thông minh, trí tuệ. Khi đầu óc sáng suốt, chúng ta biết phát đi tình yêu thương đến với mọi người, mọi loài, biết thông cảm cho người khác, biết làm những điều lợi lạc cho mọi người và không làm điều gì có hại dù cho chỉ một người. Sự tích diễn tả Lang Liêu có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với mẹ cha. Ngài Lang Liêu nhờ ăn hạt gạo mà có được những tố chất của một vị vua trị vì thiên hạ. Ngài Lang Liêu được chọn làm vua có nghĩa là ngài sẽ chăm lo cho nhân dân tốt nhất và xây dựng đất nước hùng mạnh. Thông thường bố mẹ ăn gì thì cho con cái ăn như vậy. Vua sử dụng thức ăn gì thì sẽ khuyến khích dân chúng sử dụng thức ăn đó. Ngài Lang Liêu sử dụng hạt gạo thì dân của ngài sẽ được khuyến khích sử dụng hạt gạo. Được sử dụng hạt gạo, dân chúng sẽ khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt. Mỗi người dân khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt nghĩa là quốc gia khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt. Như thế mới gọi là dân hùng nước mạnh, làm rạng danh non sông tổ quốc, làm khiếp sợ ngoại bang không dám xâm lấn bờ cõi. Tổ tiên người Việt đã dạy chúng ta sử dụng gạo lứt, nếp lứt, ngũ cốc để cơ thể tráng kiện, để đầu óc sáng suốt, để lan tỏa tình thương và để được làm vua. Như thế mới có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hiện tại có mấy người nghe theo và mấy ai lấy gạo lứt làm thức ăn chính? Chúng ta đang đi theo dinh dưỡng khoa học hiện đại. Dinh dưỡng ngoại lai là phải ăn đủ các nhóm chất như đường, đạm, mỡ, nước, muối khoáng, các nguyên tố vi lượng, vitamin. Vì phát hiện trong cơ thể con người có những nhóm chất này, trong cơ thể con bò có những nhóm chất này không? Tại sao con bò chỉ ăn cỏ? Trong cơ thể con cọp có những nhóm chất này không? Tại sao nó chỉ ăn thịt? Trả lời những câu hỏi này, chúng ta sẽ khẳng định được lý thuyết dinh dưỡng hiện đại đúng hay sai. Lý thuyết này thay đổi theo thời gian, chứng tỏ rằng lý thuyết này bất ổn, không phải thấy trong cơ thể có chất gì thì buộc phải ăn những chất đó. Lý thuyết dinh dưỡng hiện đại đã đẩy con người ăn nhiều thứ, nhiều món, đẩy con người vi phạm nghiêm trọng trật tự thức ăn trong thiên nhiên. Là mỗi loài có thức ăn riêng và xâm phạm thức ăn của loài khác sẽ dẫn tới mất mạng. Thức ăn của loài khác sẽ làm hệ tiêu hóa của chúng ta rối loạn. Dần dần thể chất yếu đi và bệnh tật xuất hiện. Vì thế làm chúng ta suy giảm nhiều mặt cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi thể chất bệnh tật sẽ làm cho tinh thần yếu đuối. Khi tinh thần yếu đuối sẽ làm cho thể chất bệnh tật. Đây là cái vòng luẩn quẩn của thể chất và tinh thần tác động qua lại theo chiều tiêu cực. Nên chúng ta ngày càng suy yếu. Tại sao nhiều người theo lý thuyết dinh dưỡng hiện đại và lý thuyết này dễ dàng thuyết phục được nhiều người? Bởi vì lý thuyết này thỏa mãn được tham dục ăn uống của nhiều người. Dục ăn là một trong năm dục mạnh nhất của con người, tài sắc, danh thực thùy và đứng đầu trong tứ khoái. Chúng ta đắm chìm trong vụng lây ăn uống nên đã tự gây ra khổ cảnh bệnh tật như hiện nay. Thức ăn của loài người không do loài người quy định mà do tạo hóa ban tặng. Khi con người có mặt trên trái đất này là đã có sẵn thức ăn, con người cố gắng tìm kiếm thức ăn khác, dinh dưỡng khác cho mình là hoài công phí sức. Con người chưa hiểu hết mọi vận hành trong cơ thể. Các nhà khoa học không hiểu được tại sao ăn cơm vào thì tạo ra da thịt, xương, tim, gan, phèo, phổi, tất cả đều khác nhau. Không hiểu được bộ máy cơ thể hoạt động như thế nào để tạo ra các sản phẩm này thì làm sao đưa đúng nguyên liệu đầu vào cho cơ thể. Mọi sự tìm kiếm thức ăn khác không những vô ích mà còn có hại cho cơ thể. Con người cũng không giải thích được tại sao con người ăn gạo lứt hoặc cổ cốc, cũng giống như không giải thích được tại sao con bò ăn cỏ, con cọp ăn thịt và mặt trời mọc ở hướng đông. Mọi sự giải thích đều là cố gắng và là hợp thức hóa. Khi tâm của mình rộng lớn bằng trời đất thì may ra giải thích được. Chỉ có loài người mới ăn được cơm và các chế phẩm từ gạo lứt hoặc hạt cốc. Chỉ có loài người mới biết dùng lửa nấu nướng để chế biến gạo lứt ra nhiều món ăn. Đâu
dễ gì có loài khác có cơm để ăn. Có một số loài vật ăn được gạo lứt hoặc là hạt cốc, nhưng chỉ ăn sống, không biết nấu chín trước khi thức ăn. Biết ăn chín là một đặc ân lớn của loài người được tạo hóa trao tặng. Nhờ thế mà loài người mới phát triển khôn và thăng hoa. Con người là động vật thường đẳng trên trái đất này, nên con người phải ăn thượng phẩm. Ở loài nào sẽ có thức ăn của loài đó, ở tầng nào sẽ có thức ăn của tầng đó. Chúng ta cũng thấy rõ rằng phế phẩm của loài này lại là thực phẩm của loài khác. Tại sao vậy? Đó là sự phân chia đẳng cấp một cách trật tự trong thiên nhiên. Con người mà ăn thức ăn của các loài động vật khác là tự hạ đẳng cấp của mình. Hãy quay lại với thực phẩm của loài người là gạo lứt hoặc hạt cóc như tổ tiên mình đã răng dạy để gìn giữ thân khỏe tâm sáng.